Cứ bắt đầu vào tháng 8 âm lịch, trên phố phường Hà Nội lại xuất hiện nhiều gian hàng trên phố bày bán bánh trung thu. Đây cũng là thời khắc mà Hà Nội chuyển mùa từ cái nóng oi bức sang không khí mát mẻ dịu nhẹ của mùa thu, mùa đẹp nhất của Hà Nội. Dấu hiệu của ngày Tết Trung thu trên khắp phố phường và dường như cũng rộn ràng trong lòng người, không kể là trẻ em hay là người lớn. Thế nhưng phải thú thật rằng là trong thâm tâm của những người lớn thì Trung thu đẹp nhất có lẽ thuộc về cái thời gian khó xa xưa khi mà vật chất không đủ đầy. Đồ chơi hồi đó không đa dạng như bây giờ, trẻ em hầu như chỉ có đèn lồng ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy. Niềm vui nhất có lẽ chính là được thưởng thức những thứ của ngon vườn nhà và chia sẻ những món đồ chơi dung dị cùng với chúng bạn. Vâng, niềm vui hoài cổ nhớ thương những kỷ niệm cũ ngọt ngào đó mà nhiều người lớn giữa Trung thu hiện đại vẫn muốn đi tìm những hình bóng của Trung thu xưa. Và may mắn thay, dù ít ỏi nhưng vẫn còn đó những người lưu giữ hồn Trung thu giữa nhịp sống xô bồ này. Năm nào cũng thế, vào tháng 8 âm lịch, niềm vui nhất của anh Lê Văn Lùng là được mời đi biểu diễn múa rối cạn phục vụ Tết Trung thu. Những con rối lại được dịp mang ra sửa sang. Dù cũ kỹ, tiết mục cũng quen thuộc, nhưng lần nào biểu diễn cũng như thuở ban đầu. Với cái đặc trưng là nó đơn sơ mộc mạc, nhưng mà các nghệ sĩ, nhạc công rồi diễn viên đã thổi hồn vào con rối những tính chân thực đời sống của những người nông dân quen với đồng ruộng, và khi trở về với các cái cuộc sống tham gia các cái lễ hội thì nó hồn nhiên và nó tươi trẻ, và những cái đấy nó đã đem đến cho những khán giả, nhất là những cái khán giả nhỏ tuổi, cảm thấy rất là hào hứng. Đông vui là vậy, nhưng sau Trung thu, anh cùng mọi người trong phường rối lại trở về cuộc sống lao động hàng ngày. Những người yêu rối cạn như anh giữ lại vốn cha ông chỉ bằng niềm đam mê. Để sống được với cái nghề múa rối thì thực sự là chỉ có lòng đam mê của các diễn viên và nhạc công của chúng tôi, đam mê và thích thú mới theo được. Chứ còn để mà sống vào cái nghề rối thì chắc chắn là chúng tôi không thể lấy nghề rối để mang về cái thu nhập để cuộc sống được. Nên là chỉ dựa vào cái đam mê và cái nhiệt tình của các anh em diễn viên cũng như nhạc công để tham gia các chương trình biểu diễn. Không sống được bằng nghề cha truyền con nối, theo nghiệp bằng niềm đam mê, chính là tâm sự của những nghệ nhân làm đồ thủ công truyền thống phục vụ Tết Trung thu. Cái đồ chơi dân gian này thì cả năm mới có một lần. Cái mùa Trung thu này thì chúng tôi đã phải làm trước từ 3 tháng. Đấy, cho nên là còn những tháng sau thì nó không đáp ứng được với cuộc sống hàng ngày, cho nên mọi người đều bỏ hết. Vậy tại sao rất là nhiều người đã bỏ mà cô vẫn còn quyết định là sẽ tiếp tục theo cái nghề này ạ? Không biết cái đồ chơi này nó đã gắn bó với tôi từ lúc còn tuổi thơ cho đến bây giờ, mà tôi cũng không hiểu là vì động lực gì mà mình vẫn gìn giữ lại được nghề. Bởi vì các bậc phụ huynh như bố mẹ tôi và các cô dì chú bác là vẫn cứ động viên tôi là cố giữ lấy nghề. Cho nên là cứ sắp sửa đến mùa Trung thu thì không hiểu sao mà tôi lại rất là yêu thích các cháu nhỏ, cho nên là tôi vẫn giữ được cái bản sắc dân tộc cho đến bây giờ. Mỗi năm có một lần được ra giữa phố cổ bày lại những tích chuyện xưa, dạy lại cách làm đồ chơi truyền thống. Đối với những nghệ nhân này là một niềm vui, hạnh phúc. Dù sau đó tất cả đều phải gác lại, nhường chỗ cho những lo toan thường ngày. Hiện nay trên cả nước có hàng ngàn người thợ thủ công truyền thống, các làng nghề. Thế nhưng những người thợ, những làng nghề làm đồ Trung thu truyền thống chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và nếu quý vị đến với phố cổ thời điểm này, sẽ được nghe họ tâm sự về việc giữ gìn nghề truyền thống khó khăn đến mức nào. Vâng, để hiểu câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi muốn mời quý vị lắng nghe ý kiến của một nhiếp ảnh gia, người đã dành rất nhiều năm trời để tìm về những làng nghề truyền thống, ghi lại những câu chuyện trên bằng hình ảnh. Vừa qua anh đã giới thiệu đến công chúng bộ ảnh của mình trong triển lãm mang tên Những người giữ hồn Trung thu. Anh là nhiếp ảnh gia Lê Bích. Những người giữ hồn Trung thu giới thiệu về hình ảnh các sản phẩm do các nghệ nhân thợ thủ công làm đồ Trung thu: mặt nạ giấy bồi, tàu thủy sắt tây, đèn kéo quân Cao Viên, ông tiến sĩ giấy, đèn ông sao báo đáp Nam Định, chống đội tam, đầu lân sư làng gạo, thiên nga nhồi bông, cốm làng vòng, được nhiếp ảnh gia Lê Bích ghi lại trong cuộc hành trình tìm lại những làng nghề truyền thống. Cuộc hành trình của anh dòng ruổi không chỉ tìm đến các nghệ nhân mà còn là các làng nghề chuyên cung cấp các đồ chơi Trung thu truyền thống bày bán ở hàng mã,
như làng Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Ninh Trực, Nam Định, chuyên làm đèn ông sao, hay làng Gạo, xã Thành Lợi, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, có nghề làm đầu lân sư tử lâu năm. Xin chào nhiếp ảnh gia Lê Bích. Từ nguyên cớ nào mà anh quyết định bắt đầu cuộc hành trình đi tìm những người giữ hồn trung thu? Khi mà bắt đầu chụp ảnh và bắt đầu chính thức cộng tác với các tờ báo thì tôi luôn phải chọn cái đề tài. Thì cái đề tài mà xuyên suốt từ năm 2006 khi mà tôi quyết tâm thực hiện là đề tài những làng nghề Việt Nam truyền thống, những làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam. Thì đến năm 2009 thì tôi được chính thức được mời tham dự chương trình Hà Nội nghìn năm để tôn vinh Hà Nội, nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Thì trong đó tôi có đi lục lại những cái nét tinh hoa của Hà Nội xưa và cụ thể là tìm lại những cái nhân vật mà đang cái nghề, mà đặc biệt những nghề nó có mai một. Thì trong đó thì có cả những nghề trung thu, và sau đó thì cứ đến năm nay thì tôi được Ban Quản lý Phố Cổ chính thức mời tham dự tuần lễ văn hóa Trung Thu 2016. Thì tôi có mang đến đây 10 bộ ảnh về 10 câu chuyện về những cái nghề thủ công truyền thống phục vụ Trung Thu. Trong cuộc hành trình đó thì anh đã nhìn thấy những cái vấn đề gì đang tồn tại ở những cái nơi, ở những cái làng nghề mà dù cuộc sống vẫn rất còn khó khăn nhưng những người nghệ nhân họ vẫn đang tiếp tục gìn giữ những cái nghề thủ công để mang lại cho xã hội những cái sản phẩm trung thu độc đáo. Thực ra khi mà cái tâm trạng xuyên suốt của cái 10 câu chuyện này, thực ra nó là phải là một quá trình rất là dài, thì có nhiều cái cảm xúc đan xen. Cái cảm xúc chính thì tôi có dùng mấy cái từ mà trong cái, vì kèm theo bộ ảnh là những cái bài viết ký sự, thì tôi có dùng như tôi là thăng trầm, nghệ nhân cuối cùng ấy. Thì cái điều đấy làm tôi trăn trở suốt, bởi vì là cái điều mà tôi phát hiện ra những cái nghề xã hội hiện đại hơn, phát triển hơn, văn minh hơn, những cái nghề truyền thống nó lại bị mai một đi. Và cái điều mà cái tình cảm, cái cảm xúc của con người đối với Trung Thu nó không được như ngày xưa nữa. Mọi cái nó chỉ hào nhoáng bên ngoài, còn bị thẳm sâu bên trong thì nó bị mất đi cái tính truyền thống, tức là những cái hồn của nó thì ít đi. Ví dụ như là cái đầu lân từ ngày xưa, từ những cái năm 2009 ấy, tôi đã làm thì họ toàn làm vẽ bằng tay và làm bằng song bồi giấy báo. Đến bây giờ thì nó không còn được cái vẻ đấy nữa. Họ làm bằng vải sát tanh, rồi là họ dùng những cái đồ nhựa, những cái vải bông nhập khẩu của nước ngoài. Rồi là ngay cả cái ý thức mà sử dụng nó cũng không còn như ngày xưa nữa. Người ta không dùng những đồ truyền thống nhiều. Trẻ con dùng mặt nạ nhựa hoặc là không chơi mặt nạ nữa. Thì cái điều đấy tôi thực sự là tiếc nuối. Và trong cái tiếc nuối này nó là cái chung của tất cả các làng nghề Việt Nam nói chung cũng đang bị mai một dần. Thì cái điều đấy là điều mà tôi luôn luôn có một sự khắc khoải và muốn là đóng góp cái công sức của mình để khơi dậy lại cái tình yêu quê đất nước thông qua cái nét đẹp truyền thống, cái sự tinh hoa của những người nghệ nhân, và cũng nói lên tiếng nói của họ để làm sao mà xã hội quan tâm nhiều hơn, tiêu dùng những cái hàng truyền thống nhiều hơn để họ có một cơ hội để họ tồn tại. Chưa nói là để phát triển, chỉ để tồn tại. Anh nói rằng cuộc hành trình của anh chứa đầy cảm xúc và những cái bài viết đi kèm với những bức ảnh cũng mang đầy những cái suy tư. Phải chăng là ở đây nó thực sự là một cái cuộc hành trình mang theo cái cảm xúc của một người nghệ sĩ đã từng có một tuổi thơ gắn bó với những chiếc đèn ông sao, với những cái đồ chơi truyền thống hết sức quen thuộc? Đúng thật, cái thế hệ của tôi mà trưởng thành là sau khi đất nước vừa mới thoát khỏi chiến tranh, cái Hà Nội thì đang phải gồng mình lên để phát triển, để tồn tại sau cái thời kỳ chiến tranh. Thì cái tuổi thơ nó gắn với bó với cả tất cả những đồ trung thu như bạn thấy ở trong triển lãm ngày hôm nay. Thực ra khi mà tôi làm đấy thì là làm về những cái nghệ nhân đấy, thực ra tôi cũng để thỏa lại tôi lục lại cái ký ức tuổi thơ của tôi. Tuổi thơ của tôi là mặt nạ giấy, là tiếng pành pạch của cái tàu thủy sát Tây, là cái tiếng trống và tiếng mọi người hò reo khi mà có một màn múa lân đẹp, rồi là cái hình ảnh cái đèn kéo quân nó chạy xung quanh đấy. Thì tất cả đấy nó thành một cái thúc đẩy tôi để tôi đi về tận những cái làng nghề, và tôi mặc dù xa cũng phải đến 3-4 lần mà nhiều lúc cứ phải nài nỉ họ cho mình chụp ấy, nhưng mà nhờ có những cái động lực như thế nên tôi đã vượt qua, và tôi đã luôn luôn tìm được những khoảnh khắc máy tốt nhất để tôi chụp, và hôm nay tôi mang đến cho mọi người một bộ ảnh đầy đủ, chân thực và khá là trọn vẹn để cho mọi người thấy một bức tranh thực sự nhất về làng nghề Việt Nam, về nghề truyền thống của Việt Nam.
Và khi phản ánh những cái câu chuyện đó, và khi phản ánh những cái câu chuyện của những người nghệ nhân bằng những cái bức ảnh của mình, anh có nhận ra được một điều là Trung thu của thời hiện nay với một cái thời mà có thể là của anh hoặc là của tôi đã từng trải qua đã có sự khác nhau như thế nào? Cái mất mát lớn nhất là mọi người có vẻ như quên mất là đã có một cái nghề truyền thống như thế, đã có một cái thời huy hoàng như thế, và bây giờ mọi người đang hơi mải mết đi tìm những cái mới nhiều quá, mà nhiều lúc là phải soi lại quá khứ, phải nhìn nhận là chúng ta là ai, chúng ta đã có những gì để chúng ta phát triển trên cái nền cũ thì tốt hơn. Thì cái điều đấy là tôi nghĩ là cái chung, và chính vì chúng ta chưa chú ý nhiều thế nên là để nó bị quên lãng, và nó bị đến bây giờ nó rất là leo lét. Có những cái nghề nó chỉ còn một người thôi thì rất là buồn, mà đáng nhẽ nó phải nhân rộng lên, nó phải đi sâu vào đời sống từ từng người, nhưng mà nó chưa làm được như thế. Rồi những người nghệ nhân họ rất là tôi dùng cái từ là mong manh, họ chỉ biết làm đúng một cái nghề mà cha truyền con nối, họ không đủ tiền lực, vật lực, không đủ trí tuệ để phát triển nó thành một cái sản phẩm để nó đáp ứng được một cái xã hội hiện đại, thị hiếu và cái nhu cầu sử dụng trong một cái môi trường văn minh hơn. Thì cái điều đấy là tôi cảm thấy là cần có xã hội phải chú ý hơn nhiều. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhiếp ảnh gia Lê Bích. Với những người xem ảnh Lê Bích hẳn sẽ nhớ về kỷ niệm thời Trung thu thuở nhỏ và thầm biết ơn những người thợ. Khi cuộc sống hiện đại khiến con người mải miết chạy theo những giá trị vật chất, thì những bức ảnh của anh sẽ khiến mỗi người dừng lại, nghĩ suy, ngẫm nghĩ về giá trị thật của Trung thu. Liệu nó có nằm ở chiếc bánh với nhiều nhân độc lạ hay nằm ở những đồ chơi sặc sỡ sắc màu? Thực tế, xưa kia chúng ta không hề có những điều đó, và quan trọng là thời gian chúng ta dành cho trẻ nhỏ. Thế nhưng dù đồ chơi Trung thu truyền thống vô cùng giản dị nhưng vẫn gắn bó khiến chúng ta nhớ tới tận bây giờ. Vâng, và thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là câu chuyện buổi sáng của chúng tôi, và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 9.